Ngày đầu, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sau sự cố cầu này đứt cáp ngầm. Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực dưới chân cầu Sài Gòn ghi nhận tình trạng ùn tắc, kẹt xe vào giờ cao điểm. Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh phía trên bên phải cấm xe, khiến nhiều người phải chọn con đường còn lại là đường vào khu dân cư một dự án để có thể lưu thông vào đường Nguyễn Hữu Cảnh. Hướng ngược lại, xe từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đi ra cũng gây xung đột ùn ứ. Gần đó, giao lộ đường Điện Biên Phủ và Ung Văn Khiêm, các dòng xe đều nêm chặt người. Đường Ung Văn Khiêm hai chiều gần như biến thành một chiều khi xe chen chúc nhau. Thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ sáng nay là thời điểm nhiều người đưa con đến trường, đi làm, khiến giao thông khu vực này rối loạn.